Xe đạp thể thao Vít.com xin chào bạn. Trong video này, sẽ tiến hành kiểm tra chiếc xe đạp đua Twitter để gửi cho chị Phụng ở Vũng Tàu. Vâng, chị mua một chiếc xe đạp đua Twitter R10 RS22 màu trắng tuyệt đẹp để tặng cho con trai. Vâng, với xe đạp thể thao bóng Twitter thì số đang có ngập kho từ những chiếc Twitter R5, R10, Thunder, TM Pro, Cyclone Pro. Vâng, rất đa dạng về model, đa dạng về kiểu dáng, đa dạng về kích cỡ, đa dạng về màu sắc, đa dạng về cấu hình. Và có rất nhiều mức giá khác nhau để phù hợp với mọi nhu cầu khách hàng để bạn lựa chọn. Vâng, sau khi liên hệ với shop, chị chia sẻ chị cần mua một chiếc xe đạp giá trên 10 triệu, mười mấy triệu để tặng cho con trai. Và sau khi nhận đầy đủ thông tin từ shop xe đạp thể thao Vít.com gửi tới chị Phụng ở Vũng Tàu, thì chị đã chốt luôn một chiếc xe đạp đua Twitter R10 màu trắng tuyệt đẹp đây để tặng cho con trai của mình. Vâng, sau khi chốt, chị đã chuyển khoản cũng như là gửi shop các thông tin để nhận hàng. Và shop sẽ chốt đơn, gửi hàng đến tận nhà. Sau khi kiểm tra đúng xe, đúng màu, đúng sạc thì thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên vận chuyển. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp thể thao, hãy shop xe đạp thể thao Vít.com lại đơn giản, nhanh chóng đến như vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm hiểu thông tin về xe đạp, cần mua xe đạp thể thao, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline 098 331 5936 hoặc 0989 933 958. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Và ngay bây giờ, shop sẽ kiểm tra và review sơ bộ cấu hình của chiếc xe đạp đua Twitter R10 này. Và bạn muốn xem chi tiết có thể truy cập trong web xe đạp thể thao Vít.com. Shop có để lại đường link ở dưới phần mô tả video này để bạn xem trực tiếp cấu hình, review chi tiết cũng như là giá của chiếc xe đạp Twitter R10 này. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao Vít.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, với Twitter R10 hiện đang có hai phiên bản. Một phiên bản đó là full carbon, gồm khung carbon, càng carbon, cọc in carbon, tay lái carbon và vành bằng carbon. Và phiên bản mà chị Phụng ở Vũng Tàu mua là phiên bản khung càng, cọc in bằng carbon, tay lái, vành sử dụng bằng hợp kim nhôm. Vâng, với thiết kế khung của Twitter R10 được hãng phát triển mới nhất trong năm nay. Thiết kế rất là đẹp, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Đang có hai size, đó là size 46 và size 48, cùng với 7 màu như màu đỏ, màu titan, màu xanh, màu đen, màu trắng, màu cam và rất đa dạng về màu sắc. Cùng với hai size, đây là màu trắng size 46, chỉ phụ đặt mua. Xe này đang được trang bị bộ chuyển động Retropec 22 tốc độ. Vâng, với tay đề số 3:1 Retropec 2x11 tốc độ, gạt đĩa Retropec, gạt lip Retropec, đùi đĩa trục rỗng của hãng GoWheel, TPL 2 đĩa, lip thả 11 tầng và cặp vành bằng nhôm, lốp Maxxis 700x25C. Xe đẹp, giá tốt khi đến với shop xe đạp thể thao Vít.com mua xe đạp online. Vâng, dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.